Ê mày, đi qua đây bao nhiêu lần rồi mà không biết ông này là ai mày ạ? Mày không biết à? Để tao kể cho. Hoàng Văn Thụ là người dân tộc Tày, nhưng ông không sinh ra ở Cao Bằng mà ở Lạng Sơn. Ông được tiếp xúc với cách mạng từ sớm và hoạt động cách mạng liên tục từ năm 1930 đến năm 1943. Từ việc xây dựng tổ chức cách mạng, củng cố cơ sở đảng, tích cực hoạt động binh vận, giữa lúc cách mạng đang phát triển mạnh mẽ thì ông bị bắt. Ông bị tra tấn hơn 20 trận, nhiều trận kéo dài từ 9 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Nhưng thực dân Pháp không thể khuất phục được ông nên đã mang ông ra xử bắn. Đứng trước quan tòa, ông nói: "Trong cuộc đấu tranh sinh tử giữa chúng tôi, những người mất nước, và các ông, những kẻ cướp nước, sự hy sinh của những người như tôi là một sự dĩ nhiên. Chỉ biết rằng cuối cùng chúng tôi sẽ chiến thắng. Cha cố hỏi ông có cần rửa tội không? Ông đáp: Cảm ơn ông, tôi không có tội gì. Nếu yêu nước, cứu nước là có tội, thì những người Pháp hiện giờ đang đấu tranh chống phát xít Đức ở bên nước ông đều có tội cả." Viên giám thị thấy vậy liền nói: "Thật là một người cộng sản gang thép." Hoàng Văn Thụ bị tử hình lúc 6 giờ sáng. Lúc đó ông 35 tuổi.